Trong cái lô hàng bay bên em mới về thì có một chiếc máy DAC của Luxman với cái tên mã là 200. Và đặc biệt cái máy này nó cũng rất là đẹp, cũng như là hàng có thùng xốp để các bác có thể sưu tầm và chơi giải mã. Luxman là một trong những cái thương hiệu mà khi mà chúng ta nhắc tới thì chúng ta thường nghĩ tới những cái hệ thống ampli cũng như những cái hệ thống đầu CD của hãng. Thương hiệu này thì để mà nói về cái giới sản xuất, về cái sản phẩm loa của họ thì ở thị trường Việt Nam nó không được đánh giá cao, cũng như là không có những cái sản phẩm nổi trội. Tuy nhiên những cái thương hiệu về những cái sản phẩm về ampli, những dòng bán dẫn hoặc những dòng ampli đèn, những dòng integrated thì rất là thành công. Và gần như tất cả các sản phẩm của Luxman khi mà sản xuất ra thì đều được lắp ráp trong nước, vì thế nó sẽ có cái xuất xứ là made in Japan. Đây cũng là một trong những cái ưu điểm mà gần như là 80% khách hàng Việt Nam rất là quan tâm. Và cái chiếc máy DA200 ngày hôm nay bên em về hàng thì là một chiếc máy thùng xốp. Mức giá thì chắc chắn sẽ cao hơn một chiếc máy trơn rồi. Mức giá của máy là 23 triệu và em chỉ có một máy duy nhất thùng xốp các bác nhá. Em xin nhắc lại là em chỉ có một máy thùng xốp duy nhất thôi. Bạn nào quan tâm tới con máy này thì có thể alo điện thoại và chốt ngay các bác nhá. Đây là hình thức của máy. Hình thức của máy thì em đánh giá là đẹp xuất sắc luôn. Nói chung là chủ cũ của con này thì em nghĩ rằng cũng gọi là gần như không dùng tới chứ không phải là dùng giữ. Thùng xốp của máy thì các bác có thể nhìn thấy đó là chúng ta sẽ có catalog cũng như là dây nguồn zin của Luxman. Đó. Hàng Luxman DA200 thì lâu lắm mới về một con thùng xốp như thế này. Các bác nhìn này. Các bác nhìn mặt lưng của máy này. Tuyệt đẹp luôn. Nói chung không có điểm gì để chê cả. Phía sau của máy thì các bác sẽ nhìn thấy đó là năm sản xuất là 2013 và con này sẽ được làm tại Japan. Bo mạch digital in thì chúng ta sẽ có USB từ máy tính này, coaxial này và optical từ Smart TV. Cũng có đủ hai đường digital out với coaxial và optical. Ngoài ra về phần analog out thì chúng ta sẽ có cổng ra của Balun và cổng ra của RCA. Ở trên DA200 thì sẽ có tính năng fix và variable để các bác có thể tinh chỉnh tiếng ở trên mặt trước của máy. Tuy nhiên tính năng fix này thì sẽ có tác dụng khi mà chúng ta chơi ở chế độ RCA. Ngoài ra chúng ta sẽ có hai cái đường analog in để các bác cắm điện thoại. Và các bác lưu ý nhé, khi mà các bác cắm nhạc từ điện thoại ấy, thì cái màn hình hiển thị giải mã của DA200 nó sẽ không sáng đâu. Nó phải là đường vào digital in cơ, còn các bác đưa đường analog in thì nó sẽ không sáng. Kích thước của DA200 nó rộng khoảng 36cm và chiều cao của máy khoảng 6cm. Và cái chiều sâu của nó là khoảng 20cm các bác nhé. Và bộ sản phẩm này thì sẽ giải mã lên tới 32 bit. Nội thất của Luxman DA200 thì tràn ngập luôn. Và cái đặc trưng của cái dòng thương hiệu này đó là tất cả các linh kiện đều được hãng trau chuốt rất là tỉ mỉ các bác nhé. Và gần như họ không nhập những cái linh kiện cũng như thiết bị từ thương hiệu khác, mà gần như họ sản xuất ra. Vì thế cho nên những cái sản phẩm mà ampli hay là DAC cũng như CD của hãng thì được rất là nhiều khách hàng ở Việt Nam hưởng ứng cũng như là khai thác và chơi rất là nhiều. Bộ DA200 này với hình thức thùng xốp, hình thức khoảng 99% với mức giá là 23 triệu và em chỉ có một bộ thôi các bác nhá. Bạn nào quan tâm thì có thể liên hệ ngay tới số hotline của Thanh Tâm. Mộng ước đêm đâu, ôi vui ban
tình thương hòa chung non nước, hẹn nhau ngày mai thay mình, tình ta sẽ không nhẹ xa. Xuân sẽ không về lớp chiến trường, mang theo núi trời công dân yêu. Nhớ anh nhìn bóng con thơ, tiếng ru nét môi mỉm cười, tiếng của DA200 cũng như những cái dòng chơi giải mã tín hiệu của Luxman thì đều rất là hay rồi. Và con này sẽ chơi cho các bác từ đường vào từ điện thoại cắm analog cũng như là ba đường digital in bao gồm máy tính với ngõ vào USB DAC và TV với ngõ vào optical, và các bác có thể chơi thêm một con đầu đọc USB ổ cứng để chơi vào ngõ đồng trục như hiện tại em đang khai thác con Cocktail Audio N15D. Bạn nào quan tâm tới chiếc máy DA200 phiên bản thùng xốp này có thể liên hệ tới số hotline của Thanh Tâm. Và em nghĩ rằng nếu mà bác nào đã và đang nghiên cứu em này thì các bác có thể alo ngay, tại vì lô hàng này của Thanh Tâm chỉ có một máy duy nhất thôi các bác nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo.